Sát thời điểm thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi vào chiều nay, điểm thi này vẫn đang tích cực bổ sung thêm 5 phòng chờ bằng cách bố trí lại nhà đa năng. Đây là việc được cấp tập làm ngay sau khi có góp ý từ phía đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dù trước đó, theo kế hoạch, nhà trường đã chủ động bố trí 5 phòng chờ. Đoàn kiểm tra rất chi là xác thực xác và chỉ rõ những cái điểm còn tồn tại trong nhà trường. Thì mình sẽ cho cái phòng chờ, tăng cái phòng chờ của học sinh lên để khi mà học sinh thi môn cuối cũng như những cái môn không thi là ra cho ấy vừa vị trí vừa rộng rãi vừa là đảm bảo. Còn tại điểm thi này, phòng bảo quản đề thi cũng đang được kịp thời bố trí lại theo đúng quy định. Chưa biết, nhưng nếu đặt như bây giờ là không đúng quy định. Tức là toàn bộ cái hoạt động của những người trong phòng bảo quản đề thi bài thi đều phải được thu lại. Là địa phương có diễn biến dịch phức tạp nên Bắc Ninh đã có sự chuẩn bị chu đáo cho công tác phòng dịch. 100% cán bộ giáo viên đã được tiêm vaccine. Toàn bộ cán bộ và thí sinh đã được làm xét nghiệm. Rút kinh nghiệm sau đợt kiểm tra, ngay trong chiều qua và sáng nay, tỉnh tiếp tục rà soát lại tất cả các điểm thi. Với phương châm là thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch an toàn, tổ chức thi nghiêm túc, do đó trong thời gian tới vẫn phải kiên trì hai cái nội dung. Một là đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch ở các điểm thi, và thứ hai là thực hiện nghiêm túc, không được chủ quan lơ là các cái nội dung trong thực hiện quy chế thi. Chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành. Với trách nhiệm giám sát kỳ thi, trong những ngày qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường công tác kiểm tra quá trình chuẩn bị ở nhiều địa phương nhằm rà soát lại những khâu cuối cùng. Tổ chức kỳ thi trong bối cảnh Covid thì cũng hết sức lưu ý tới cái công tác chuyên môn, tức là hài hòa giữa phòng chống dịch và tổ chức kỳ thi trong bối cảnh dịch bệnh, đồng thời thực hiện đầy đủ các hướng dẫn nội quy và quy chế thi của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chỉ còn ít giờ nữa, hơn 1 triệu thí sinh sẽ chính thức vượt vũ môn. Kỳ thi được tổ chức chính là thành quả lớn lao trong nỗ lực phòng chống dịch của chính quyền và nhân dân cả nước. Nỗ lực này cần được hồi đáp bằng tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, khách quan của mỗi thành phần tham dự kỳ thi, từ thí sinh, người nhà cho tới đội ngũ cán bộ làm công tác thi.